Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube các Chuyện Và đến với kênh các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé Nói rồi chị nên cười khúc khích, làm ra vẻ bí mật và bảo Chú không tin á, thì đến đấy mà xem Nhà nó cứ như phường trèo ấy Thằng lãi nó hay chửi con đấy lắm Nhưng mà là chửi vậy thôi Chứ đến khi con này đem tiền về Thì lại cười tít mắt với nhau ngay Đã bảo phường mèo mả gà đông gặp nhau mà lại Thế thì chắc gì đứa con đã là của anh chồng chị kia nhỉ Ai mà biết Kiểu cá vào o ta thì được cái mà Còn đó, nó có quan tâm gì đến đứa con đâu Toàn thằng kia chăm Kiểu làm vu em cho vợ đi kiếm tiền Đàn ông gì mà hèn thế Toàn phải bám váy đàn bà để mà sống Mà không biết nhục Nhưng mà thằng đấy không đùa được đâu Ở nhà thì thế Nhưng mà ra ngoài á Nó hổ báo cáo trưởng lắm đấy Ai động vào Mà để nó điên lên Nó chả xiên chết Trước nó có thời gian dài làm bảo kê cho các quán mà kiểu trai tứ chiếng gái giang hồ gặp nhau hay thật không ngờ chuyến đi này anh lại gặt thái được nhiều thành công đến thế may vì gặp ngay được bà chủ quán hay nói chuyện thế là đã biết được tương đối nhiều về tiểu sử của à ở giang hồ mimi kia còn một điều lấn cấn anh cần xác định nên hỏi chị chủ quán chị ơi cô vợ của anh kia tên là mimi à à Đấy là cái tên đi khách của nó thôi Tên thật của nó là Trà Giang Ở đây ai cũng bảo nghe cái tên thì lịch sự Mà lại làm đĩ thối đĩ tha Bà nào ở nhà khu này cũng phải cảnh giác cao độ với nó Vì không cẩn thận Là mất trống chơi chứ chú ạ à. Thế mà em cứ tưởng họ chuẩn bị dọn đi Đang tính ở đây thuê để ở cạnh các chị cho vui Còn khuya, ngữ nó thì làm gì có tiền mà mua đất hà nội họ có mà lừa đảo thì may ra nhưng mà cái phường bán vấn buôn hương của nó thì ai còn lạ gì mà các ông chú cũng nhiều người dừng mỡ thật thừa tiền thì đưa vợ con đi du lịch Chú vướng làm gì cái món ấy không cẩn thận si đa có ngày tôi nói thật à mà chú đã có vợ con gì chưa dạ em có rồi ạ tiếc nhờ chả được làm hàng xóm. Mà thôi, chú thuê thì cũng thuê cái khu nào xa xa một tí cho yên cởi yên nhà. Gần đây, lại trả trí cho cãi nhau suốt ngày. Vì con này á, nan mặc mát mẻ lắm. ối nhà ngứa mắt vợ chồng hụt hạc vì nó. Nhưng mà cũng chả làm gì được. Vì nó có làm gì đâu. Động đến, nó chửi cho tanh bành nhục mặt. Thấy tìm hiểu được như vậy đã đủ, Nhân tiện có mấy cô cậu kéo nhau vào uống nước Mạnh Cường trả tiền và chào chị chủ quán luôn Không quên cảm ơn chị chủ hai chuyện Để chắc ăn Anh sẽ còn phải quay lại đây thêm một lần nữa Trước khi thông báo với Thành Long Anh cần phải bắt tận cổ Con chuồn chuồn cho nó hết đường chứa cái Hai ngày sau Nghĩa là chỉ còn đúng hai ngày nữa Thì đến cái hẹn một tuần Mà Thành Long phải trả lời cho nhà kia Thì Mạnh Cường quyết định đến tận nhà của ở Trà Giang đó anh muốn mục sở thị và vạch mặt hai kẻ khốn nạn anh ngay lập tức. Không thể để cho một kẻ không ra gì nhảy vào phá hoại cuộc sống của vợ chồng Thành Long được. Một điều nữa là anh cảm thấy thương cho Nguyệt Cầm. Bụng mang dạ trừa mà bị cú sốc này thì cô ấy sẽ ra làm sao? Tầm này là 3 giờ chiều. Mạnh Cường phóng xe máy đến phố Đồng Nhân. Lần này anh không cần phải giấu mặt nữa mà đường đường chính chính tiếp cận mục tiêu. Dựng xe trước cửa, anh bước vào nhà. Lúc này cả Lãi và Trà Giang đều ở nhà. Con gái hắn cũng đã biết đi và bắt đầu tập nói. Trà Giang ngạc nhiên thấy một người đàn ông trẻ đi vào. Lại tưởng bạn bè hay mối làm ăn của Lãi nên chỉ gật đầu chào anh. Nhưng Lãi thì nhận ra anh ngay. Hắn nở nụ cười và hỏi. À, chào chú mày. Hôm nay rảnh rỗi tìm đi đi chơi à? Giới thiệu với chú. Đây là vợ anh, trà giang còn chú mày từ hôm đó sao rồi có dạy được con bồ không hay là bị nó đá đít cho rồi mạnh cường không trả lời thẳng câu hỏi của lãi mà chỉ vào đứa bé và hỏi đây là con anh chị à bé dễ thương quá nhỉ ừ mãi mới đẻ được đấy mạnh cường nhìn xoáy vào mặt trà giang quan sát đúng là cô ả này đẹp thật nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi một người phụ nữ như thế này mà lại có tâm địa hiểm đồng như vậy và việc làm của cô ta liệu gã chồng này có biết hay không im lặng một lúc mạnh cường quyết định đi từng bước một đột nhiên anh cất tiếng hỏi trà giang chị quen anh hải búa à câu hỏi bất ngờ chẳng ăn nhập gì nhưng lại khiến cho chàng giang giật mình đánh thót người này là ai mà lại biết mối quan hệ của ả à với Hải. Trà Giang chưa trả lời ngay mà hỏi lại. "Tôi không biết Hải bố là ai cả. Chắc anh nhầm tôi với ai rồi." Mạnh Cường cười khẩy và nói, "Chị không biết Hải bố, nhưng không lạ gì cái tên Thành Long, giám đốc công ty đi ốc Long Thành, đúng không?" Cả lãi và Trà Giang liền không hẹn mà gặp, đều nhảy dựng cả lên. À chỉ thẳng vào mặt anh chẳng thèm ý tứ gì và nói Anh là ai? Đến đây với mục đích gì? Giờ mới là lúc đánh bảy ngửa Mạnh Cường nhấn mạnh từng chữ Tôi mới phải hỏi cô câu đấy đấy Nếu tôi không đến đây Thì không bao giờ biết được cô đang có một gia đình âm ấm thế này Tại sao còn tính chia rẽ một gia đình khác? Cô đã đến nhà Thành Long Và cũng thấy vợ chồng người ta đang rất hạnh phúc Vợ anh ấy đang có bầu vượt mặt Nếu là người có suy nghĩ Thì cô phải rút ngay ý định của mình chứ Anh nói gì Anh biết gì mà nói hả Anh nghĩ mình là ai mà dám đến đi dạy khôn tôi Tôi là anh em kết nghĩa với Thành Long Như vậy Đủ tư cách chưa Tôi nghĩ Cô mà có liêm sỉ Thì hãy bỏ ngay ký định làm vợ Thành Long đi lấy một người mà người ta chẳng hề có ý chút tình cảm gì với mình thì có hạnh phúc không? Còn nữa, cô định bỏ chồng bỏ con mà theo người khác à? Anh lãi, thế anh có biết việc làm của vợ mình không? Anh hãy khuyên cô từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ ấy đi. Làm gì thì làm, phải giữ cái đức cho con anh à. Chẳng ngờ mạnh cường vừa nói đến đây lãi nhảy sổ ra nắm lấy cổ áo anh rồi gần giọng chửi. Mẹ thằng chó này, mày đúng là chán sống rồi. Mày mới đúng là một thằng ăn cơm nhà vác tù và hàng thỏng đấy. Hồn hồn cút mẹ mày đi, việc của mày đây à? Ai mượn mày xía vào hả? Bố thì vặn cổ, chết cụ mày bây giờ. Mạnh Cường không hề nao núng mà nói. À, thì ra vợ chồng các người một ruột. Các người bắt tay nhau, để hạ thành lâm Tôi chỉ không ngờ rằng tại sao một người đẹp như cô, có chồng con đàng hoàng, lại muốn chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Hay cô muốn đổi đời? Còn anh định biến mình thành lão bắt vi à? Đàn ông mà như thế thì nhục lắm. Tôi khuyên anh, hãy bảo cô ta dẹp ngay cái định ấy đi. Cái gì không phải của mình, thì cho dù các người có cướp được nó, thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Chẳng hay ho tốt đẹp gì đâu Màn kịch này đã bị lộ rồi Hạ màn đi Thằng chó này Mày muốn chết à Nói rồi lại liên tục thọ những cú đấm như trời giáng Vào mặt mạnh cường Anh cũng đâu phải tay mơ Cường gạt tay chống trả Đồng thời chỉ mặt lãi và nói Các người khốn nạn quá Đừng có mơ mà lừa được bạn tôi Tôi chờ xem mấy người làm gì Cút Cút ngay không bố chém chết cụ mà bây giờ Tự dưng vào nhà bố ăn nó quàng xiên gì đấy Cút Trà Giang đúng một con đĩ Vừa đánh trống và ăn cướp Vừa thấy chồng nói vậy à cũng vớ ngay lấy cái ghế nhựa Đập tới tấp vào người mạnh cường rồi chửi rủa. Đúng mất dạy. Thằng cô hồn bất tán Cút ngay nếu không muốn chết Biến đi đồ rác rửa bẩn thỉu thằng không Vợ chồng nhà nó xong kiếm hợp bích lại chửi Mạnh Cường một đôi một hồi. Anh biết ở đây có thêm, cũng chẳng giải quyết được cái gì, nên nổ máy xe ra về. Mấy người hàng xóm không lạ gì cái thói côn đồ của lãi nên cũng mặc kệ. Họ chỉ đứng đằng xa chỉ trỏ bàn tán, chứ tuyệt nhiên là không dám đến gần. Vì sợ ăn chửi lây, Mạnh Cường vừa rời đi thì lại cũng phóng xe đi luôn. Anh không hề biết rằng một trận gió tanh mưa máu sắp sửa phủ xuống đầu gia đình nhà mình Lãi đi một lúc gì về Về mặt hắn vẫn hầm hầm tức tối Chả Giang biết tính gã nên cất giọng nịnh nọt Bình tĩnh lại đi mình Nóng quá không giải quyết được cái gì đâu Cô thì biết cái cóc khổ gì. Đầu chỉ toàn bá đậu Cô có biết thằng đó không hề đơn giản chứ nó đã biết được bí mật của cô Thì chắc chắn sớm muộn thằng kia cũng biết Tôi đã cho người theo dõi nó rồi Nhất cử nhất động của thằng đó Cũng không được phép lơ là Cần thiết thì khử luôn Nghe thằng chồng nói vậy Ả Mỹ ý thức được tầm quan trọng của việc này Và sợ thoát một hôi hột Đúng như gã nói Nếu sự việc đổ về Thì chẳng phải công sức bấy lâu mà Ả và gã bảy binh bố trận Là đi tong à tại sao ả lại ngu ngốc đến thế không biết cơ hội đổi đời chỉ đến duy nhất một lần và con mồi lần này là một con mồi béo nếu không chớp lấy thời cơ thì muôn đời vợ chồng ả cũng không ngóc đầu lên được lại suốt ngày đi thuê nhà mà thôi còn con gái thì sao đời nó cũng tối tăm và viễn cảnh tương lai cũng mờ mịt y như bố mẹ không thể được À quyết không thể để cho kẻ khác đạp đổ đi tương lai của mình nắm chặt lấy tay chồng lắc lắc, miệng ả à, lắp bắp rôn rẩy. Làm gì đi anh? Em sợ. Nếu mình không ngăn chặn thằng kia thì không kịp. Gã cười gần. Đàn bà thì biết cái đếch gì, để đó cho tôi. Mẹ em đó chứ, động đến thằng lãi này là nó chán sống rồi đấy. Yên tâm đi, ngày mai cô sẽ có tin vui. Anh định làm bằng cách nào? nói em nghe nói ra với cô thì được cái nước non gì việc của cô là chuẩn bị cho tôi một số tiền kha khá một chút lần này tôi sẽ đánh một cú quyết định đấy được ăn cả ngã về không tôi sẽ chơi tất tay với nó trên đường về mạnh cường suy nghĩ lung lắm giờ gần tối rồi nhất định sáng mai sẽ nói với thành long và hai người sẽ cùng nhau lên công an trình báo Anh thấy bọn chúng quá ngang ngược và manh động. Chỉ có nhờ công an để xử lý vào cuộc thôi. Mải suy nghĩ mà anh đã về tới nhà lúc nào không hay. Vậy nhìn thấy mặt chồng xây xất hết cả thì lo lắng và hỏi. Anh ơi, anh bị làm sao đấy? Sao mặt mũi anh tím bầm hết lên thế kia? Anh bị đụng xe à? Anh bị đụng xe? Không sao đâu em. Rồi ơi, nhìn tím bầm hết lên thế này mà anh bảo là không sao. Vào đây em xoa so dầu cho nào Đau lắm à Mạnh cường không nói gì Chị nắm lấy tay vợ mỉm cười Nhưng là một nụ cười Méo sạch Cô Tôm là tên thường gọi nhà của Quốc Thành Thấy ba về thì chạy ra đón Cô cậu chia tay ra và bảo ba Ba bế con đi Ba bế Tôm đi Con trai của ba ngoan quá Nhanh lớn nha Ba yêu con lắm để ba dẫn con đi mua ô tô điều khiển hoan hô ho, hoan hô ho. cô cậu chuẩn bị tròn hai tuổi nên nói nhiều lắm huệ giờ cũng bắt đầu đi làm nên cô tôm ở nhà với người giúp việc vì huệ tốt nghiệp xuất sắc đại học ngoại thương nên cô được trường giữ lại đào tạo làm giảng viên và cô cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ mới đứng lớp được nửa năm nay bởi trước đó con còn nhỏ, nên Mạnh Cường chưa cho vợ đi làm. Không phải anh không có đủ sức lo cho mẹ con cô, một cuộc sống sung sướng, nhưng Huệ muốn tự chủ, và cô không muốn từ bỏ đi đam mê của mình, nên anh tôn trọng ý kiến của vợ. Lúc này, tại một căn nhà cấp 4 ở quận Hai Bình Trưng, có bốn kẻ đang trâu đầu vào với nhau. Một tên nói, Đại ca yên tâm, chỉ cần anh ra lệnh, là bọn em có mặt luôn Lâu không đánh đấm Cũng ngứa tay ngứa chân lắm Thằng đó dám động vào đại ca Là nó vốt phải dâu hùm rồi Anh cứ cho bọn em cái địa chỉ Đêm nay bọn em tới làm cỏ nó luôn Sợ đích thì bố con thằng nào Thằng được gọi là đại ca Chia ra một mảnh giấy lớn và nói Địa chỉ nhà nó đây Thằng Lâm Chó Cũng đã nghiên cứu kỹ khu vực nhà nó rồi là một khu dân cư đông đúc Nên ban ngày khó bề mà ra tay Được cái nhà nó lại có hai mặt tiền Lối cửa sau là hẻm nhỏ Nên anh muốn đêm nay chúng mày đột nhập vào nhà nó bằng lối ấy Một thằng hơi e ngại và nói Dạ Không biết nhà nó có chó không đại ca nhỉ Để em có biết đường mà mang theo Một thằng thấy thế tỏ vẻ anh hùng lên trên ngang Ăn thua mẹ gì May là ở mình chưa hiện đại như nước ngoài anh nhở Chứ mà em xem phim hành động của Mỹ Thấy nhà nào nó cũng lắp cái camera Cái này mới khó chơi đấy Thằng đại ca nói Mẹ mày Nên nhớ mày đang Hà Nội năm 1993 nhé Tao nghĩ để Hà Nội nó hiện đại như lời mày nói Hai chục năm nữa Nhớ đấy Thịt thằng đó cho tao làm gọn lẹ có thưởng tao không thích đêm dài lắm mộng nên cho nó đi chầu diêm vương càng sớm thì lại càng tốt coi như mình tiễn nó một đoạn chúng mày yên tâm nhà nó chỉ có mỗi hai vợ chồng với con mẹ giúp việc thôi nói xong gã lấy trong người ra một sợi dây chuyền khoảng hơn chục cái nhẫn vàng và một gói bột màu trắng đưa cho cả bọn và nói đây tổng cộng là ba cây khi nào chúng mày xong anh cho hai cây nữa yên tâm giúp anh vụ này ngoài số vàng như đã bảo thì chúng mày sẽ được thưởng thêm mà mấy thằng hút ít thôi không phê quá hỏng hết việc anh ở nhà đợi tin vui đấy thôi tao phán đây dạ đại ca cứ yên tâm ở nhà đợi tin tốt của tụi em. Giờ cả bọn đi ánh chén tí cho tên phần hưng phấn để còn hành động. Đại ca có không vội thì đi cùng với bọn em luôn. Ôi, tao phải đi về. Nhớ là uống ít thôi. Chỉ có một đêm nay cho chúng mày thôi đấy. Hỏng việc, về ta đánh bỏ mẹ. Nói rồi, gã chụp cái mũ len lên đầu và cố tình kéo sụp xuống. Cái mũ che kín nửa khuôn mặt của gã gã còn cẩn thận đeo khẩu trang vào rồi mới phóng đi một giờ sáng hôm ấy nhà mạnh cường xảy ra chuyện lúc đó vợ chồng anh đang say giấc nồng thì chợt có một vật nhọn chọc vào cằm khiến anh mở choàng mắt trước mặt anh là hai kẻ mặc đồ đen mặt mũi kín mít tay đang lăm lăm con dao kề vào cổ anh và nói thằng chó mày chán sống rồi đấy à để chúng tao tiễn mày đi một đoạn nhé anh vừa thốt ra câu đó Thì ngay lập tức một tên cắm vật con dao vào ngực anh Máu tuôn giật xối xả Huệ đã tỉnh giấc Cô thất kinh khi thấy hai kẻ lạ mặt Lao vào chém chồng mình Hoảng quá Cô vừa định hét lên vô chi Thì nhanh như chớp tên còn lại trồm lên đè cô xuống Đôi tay thô bạo của nó bịt chặt lên miệng cô Thằng bên cạnh lại dơ dao vào Và cứ thế đấm liên tiếp vào người mạnh cường anh chỉ kịp thốt lên những tiếng yếu ớt Xin hãy Tha chết cho vợ tôi Xin các người Đừng làm gì cô ấy Chỉ kịp nói đến đây Thì người anh đổ gục xuống Máu trên người mạnh cường phun ra thành dòng Chảy ướt cả xuống sàn. nệm Huệ hoảng hốt vùng giận Vung mạnh tay dao ra Giờ đến bên anh Nhưng kẻ vừa đâm mạnh cường Đã nói với tên đồng bọn Lộ rồi không thể để nó sống được Làm luôn đi dưới chuồn Huệ thế vậy thì cắn mạnh một cái Và vai tên đang giữ chặt mình Lúc này thì mọi sự sợ hãi hoảng hốt không còn nữa mà và thay vào đó là lòng căm thù cột độ Vừa thoát khỏi tay thằng kia Cô ào đến bên mạnh cường hốt hoảng lay gọi Anh ơi tỉnh lại Anh tỉnh lại đi Đừng bỏ mặc mẹ con em Mở mắt ra đi Đừng làm em sợ Các người Các người ác lắm Chồng tôi đã làm gì mà các người đâm anh ấy? Mặc cho Huệ có lai gọi kiểu gì thì Mạnh Cường cũng không bao giờ tỉnh lại được nữa. Cô tức giận vỗ lấy cái bình hoa ở đầu giường ném mạnh vào tên trước mặt khiến cái bình hoa vỡ tan. Còn tên kia đã nhanh chân né được hắn điên tiết rít lên. Còn cho cái đúng ra tao sẽ tha chết cho mày nhưng mày lại không biết điều. đâu. Vậy thì tao sẽ đưa một xuống hoàng tuyền Đoàn tụ với chồng mày Cho các bạn nhé Ba nhát dao liên tục được chém xuống Đó là những nhát dao chí mạng Ngay lập tức Đã lấy đi sự sống của Huệ Cô đổ ập người xuống Người mạnh cường Còn lại một chút sức tàn cô lắp bắp Quốc Thành Thành Long Hãy giúp tôi chỉ bật được ra mấy từ đó giờ huệ cũng cục xuống tắt thở đôi mắt đầy căm hận vẫn mở ra trừng trừng hai kẻ kia ra hiệu cho nhau rồi nhanh chóng băng qua tường lao vút ra khỏi nhà sự việc diễn ra chưa đầy nửa tiếng đồng hồ và không một ai hay biết hai kẻ đó chạy khỏi hiện trường được một lúc thì trừ trong căn phòng bên cạnh một người phụ nữ mới run rẩy bước ra bà ôm lấy ngực và hét lên những tiếng kêu sợ hãi rồi dựa người vào tường lần từng bước lên phòng của vợ chồng mạnh cường đó chính là bà hân giữ việc vừa thò mặt vào bà đã thấy hai thân thể be bét máu nằm bất động đè lên nhau trên giường thì hoảng quá và hét lên ôi làng nước ơi giết người giết người rồi chạy trối chết ra ngoài trong phòng bà cô tôm vẫn đang ngủ say không hề hay biết lúc này là một giờ ba mươi phút sáng cho dù rất sợ sệt nhưng bà hân vẫn chạy một mạch ra cổng tay bà run rẩy đẩy cánh cổng ra nhưng hai cánh cổng sắt của ngôi nhà vẫn đóng im ỉm Chuyện nhớ là mình không cầm chìa khóa bà lập cập chạy vào nhà lát sau chiếc cổng được mở ra bà bắt đầu chạy đến từng nhà đập cửa hô hoán ôi làng nước ơi cứu tôi với cứu tôi với bà con ơi có người chết có người giết người có tiếng bật điện. Một vài con chó của nhà nào đấy thấy động thì sủa lên ông mỏng. Cửa nhà bên cạnh lập tức mở ra. Ông chủ nhà cầm vội chiếc gậy thận trọng thò đầu ra cửa. Đêm hôm khuya khoát, có chuyện gì thế bà? Ôi bác Túc ơi, vợ chồng nhà cậu Cường, vợ chồng nhà cậu ấy, à, bị chúng nó giết chết hết rồi. Làm sao? Làm sao mà chết? tôi không biết bước sang đi gọi thêm mấy người nữa tôi sợ lắm họ bị đâm chết sợ lắm ông túc nghe đến đây thì hỏi ngay cả hai vợ chồng à thế thằng cu con đâu rồi nó vẫn đang ngủ bắc nhanh lên bà đây với tôi một tí tôi sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy ai nó khóc khổ thân quá chỉ một lúc sau thì cổng nhà cường đã chật ních người ai cũng cầm trong tay nào gậy cọc và đèn pin đi đến rồi tất cả theo chân bà hân lao vào nhà sự việc hãi hùng bày ra trước mắt họ người yêu bóng vía còn không dám nhìn tức thì có tiếng nói gọi điện cho công an báo đi tất cả đừng ai động chạm vào đó nhé giữ nguyên hiện trường cho đi cơ công an tới Bà Hân lúc này thấy đông người mới hoàn hồn chạy vào, bế bỏng thằng cô tôm lên, Chắc mọi người nói ồn ào quá Nên cu cậu mới tỉnh Theo thói quen lại ung cứng lấy bà Hân mếu máu Bà ơi Con sợ Bà ơi ừ, Mẹ đâu rồi Mấy người đứng cạnh đó Rơm rớm nước mắt bảo bà Hân Bà bế nó ra chỗ khác đi Tốt nhất là không nên Cho nó nhìn thấy những cái cảnh thương tâm này Khổ thân con quá Bọn nào mà ra tay độc ác thế không biết Bà Hân chợt nhớ ra điều gì bà nói Bác bế cháu hộ tôi tí Để tôi gọi điện cho chú Long Bên nhà Thánh Long lúc này Cũng đang chìm trong giấc ngủ say Chợt điện thoại bàn vang lên Anh vội mở tròng mắt nghĩ bụng Không biết ai mà lại đi gọi vào giờ này Giờ với lấy chiếc điện thoại Ở đầu giường Tiếng trong máy ngay lập tức vang lên khiến anh điếng hồn. Alo, chú Long phải không? Chú đến ngay đi, vợ chồng chú Cường bị kẻ xấu đâm chết rồi. Ai gọi đi à? Nói lại cho tôi nghe có được không ạ? À? Tôi là Hân đây, chú nhớ không? Vợ chồng chú Cường chết rồi, chú ơi! Thành Long không kịp nói gì nữa. Anh buông rơi điện thoại. Dù trong giây lát chết sững, nguyệt cầm cũng đã tỉnh ngủ hình như cô đã nghe thấy những lời anh nói đoán ra việc có gì bất thường trong cuộc điện thoại vừa rồi liền hỏi chồng có chuyện gì đi anh ai gọi đi ạ à? là mạnh cường không là bà hân giúp việc gọi bái nói kẻ xấu đột nhập giết chết vợ chồng cậu rồi Nguyệt cầm hoảng hốt nắm lấy tay chồng và run rẩy hỏi lại Có thật không anh? Sao lại như vậy được? Anh ấy có gây thù chúc oán với ai đâu Em nghe mà sợ quá Thánh Long bố vào vai vợ và an ủi Em nghỉ đi Nếu cảm thấy bất an Thì xuống ngủ với mẹ Anh phải đến đó xem thế nào Nói rồi thấy Long mặc vội quần áo và lái xe đi. Bà Hiền lúc này cũng đã tỉnh. Nghe được câu được câu trang nên hỏi lại con dâu. Có chuyện gì vậy con? Sao thằng Long lại đi đâu giữa đêm hôm thế này? Mẹ ơi! Có điện thoại của bà giúp việc nói. Vợ chồng anh Mạnh Cường bị đâm chết rồi. Hả? Sao lại có chuyện đó? Còn thằng bé con thì thế nào? con cũng không biết nữa anh Long đến đó nghe ngóng xem tình hình thế nào hy vọng không như những gì mình nghe được ạ à. mẹ đi nghỉ đi trời ơi sao thằng Cường nó khổ vậy bà mẹ nó đã không may mất rồi giờ mà chồng nó có mệnh hệ gì thì đúng là ông trời không có mắt rồi thằng cô tôm nó chứ khổ quá đi Thánh Long đậu xe rồi vạt vào đám đông đi vào lúc này công an đã đến họ đang lấy lời khai từ bà giúp việc và thu thập thêm chứng cứ anh định chạy vào trong nhưng trong nhà một anh công an đã giải hiệu cho anh dừng lại và nói yêu cầu anh ở bên ngoài chúng tôi đang phong tỏa hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra chúng tôi đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra truy tìm hung thủ già dạ, thế còn vợ chồng bạn tôi họ sao rồi? tôi muốn vào bên trong, xin anh hãy cho tôi vào bên trong. không được. mong anh thông cảm. cả hai vợ chồng chủ nhà chết hết rồi. họ bị đâm nhiều nhát và chết ngay tại chỗ. chúng tôi rất tiếc. khi được tin báo thì mọi chuyện đã quá trễ. thành long bất lực, đấm hai ngực vào nhau. anh đi đến phía bà giúp việc và nói. cô hân sự việc xảy ra là như thế nào hả cô tại sao lại như vậy lúc bọn chúng đột nhập vào cô có biết không mới đầu tụng không biết đâu sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của cô huệ mở cửa đi lên nhưng khi bước chân đến phòng khách tôi đã nghe thấy tiếng người lạ chúng có dao và rất liều lĩnh tôi sợ quá nghĩ đến cô tôm thì nghiền chạy vào phòng chốt cửa lại và không dám ra nữa có nhìn thấy những kẻ đó không chúng có mấy tên ạ à? lúc chúng chạy từ trong nhà ra tôi vẫn không dám mở cửa cho đến khi thấy chúng chạy về phía góc vườn mới hé cửa ra nhìn là hai tên mặc đồ đen chú ạ bóng điện lờ mờ nên tôi nhìn cũng không rõ chỉ thấy chúng bịt mặt đến khi thoát đi rồi tôi mới run giày bò lên phòng vợ trong cậu ấy thì phát hiện ra sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho Thành Long không biết phải nói thế nào và cũng không đoán ra kẻ nào đã ra tay tàn độc sát hại vợ chồng bạn mình. Cả đêm hôm ấy, công an đã tập trung khám xét từng ngóc ngách trong nhà mạnh cường nhưng mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Ngay cả việc khám nghiệm tử thi để tìm xem có manh mối gì cũng khiến họ thất vọng vì hung thủ cực kỳ tinh vi. Khi chẳng để lại một dấu vân tay nào chứng tỏ Chúng đã tính toán rất kỹ và đeo bao tay trước khi hành động. Thành Long chỉ biết thay bạn kêu cứu với lực lượng chức năng và mong họ sớm tìm ra kẻ thù ác. Ngôi nhà của vợ chồng Mạnh Cường bị phong tỏa mấy ngày liền. Bà Hân, giúp việc, cũng được gọi lên lấy lời khai vì chỉ có duy nhất bà là nhìn thấy hung thủ tuy ở cậu xa. Tất cả lại chìm vào trong bí tắc. Hai ngày sau, xác vợ chồng Mạnh Cường được bàn giao lại cho gia đình lo mai táng. Vì anh không có người thân, nên Thành Long đã đứng ra lo chu toàn cho đám tang của bạn. Bố mẹ Huệ đã già, lại ở quê, nên khi nghe tin con gái và con rể bị sát hại đã kiệt quệ lan ra ốm. Mọi việc đều phó thác cho một mình Thành Long. Mấy ngày diễn ra đám tang của vợ chồng Mạnh Cường, Thị Hải Trà Giang cùng Vịnh Xưa cũng đến viếng và chia buồn với gia đình. Họ cũng không dám nhắc đến việc của mình vì đang trong tình cảnh rối ren này. Nói ra e rằng lạc quẻ nên Thành Long cũng không phải bận tâm đến những chuyện khác mà toàn tâm toàn ý để lo hậu sự cho bạn. Cuối cùng mọi sự việc đau lòng cũng trôi qua. Thành Long bàn với mẹ và vợ sẽ đón Quốc Thành về để chăm sóc. Bà Hiền và Nguyệt Cầm vui vẻ đồng ý. Việc tiếp theo là anh phải nói chuyện với ông bà ngoại của Quốc Thành đợi cúng đầu tuần cho vợ chồng bạn xong, anh đánh xe về tận hòa bình quê của Huệ. Anh nói về trường hợp của cô Tôm. giờ về sức khỏe của ông bà. cuối cùng anh đề nghị được nhận tôm làm con nuôi. ông bà ngoại tôm rất cảm kích tấm lòng của anh, nhưng mới đầu họ không đồng ý. xong anh phải phân tích mãi và ông bà mới nghe ra thì thấy cũng hợp lý. lại biết được tình cảm của anh và Mạnh Cường từ trước đến nay luôn sống chết có nhau nên Mỹ yên tâm giao Quốc Thành cho vợ chồng Thành Long chăm sóc. Sau đó Thành Long phải làm đơn và cung cấp đầy đủ giấy tờ, khả năng tài chính và cam kết yêu thương hứa không ngược đã trẻ em. Đồng thời được sự đồng ý của người bảo hộ hợp pháp lóng bảng ngoại nên cuối cùng thủ tục nhận con nuôi của anh cũng hoàn tất. Trước khi làm thủ tục, anh cũng đã bàn với ông bà về việc đổi họ cho Quốc Thành. Vì chưa tìm được kẻ nào ra tay hạ sát vợ chồng Mạnh Cường nên kẻ thù giấu mặt vẫn đang tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nên anh muốn để Quốc Thành mang họ mình nhằm đảm bảo an toàn cho cô cậu. Điều này được pháp luật cho phép nên ông bà ngoại của Quốc Thành cũng thuận ngay. Vậy là Quốc Thành ở với Thành Long từ ngày ấy. Lúc đó cô cậu còn quá nhỏ, chỉ có 2 tuổi nên ký ức về tuổi thơ và cha mẹ thì không tài nào nhớ được. Anh cứ đinh ninh, ông Thành Long và bà Trà Giang là cha mẹ ruột của mình hiện tại. Và chỉ ít lâu sau khi đón Quốc Thành về nhà, thì định mệnh lại một lần nữa tìm đến Thành Long. Và anh bắt buộc phải gắn bó đời mình với người phụ nữ tên là Trà Giang đấy. Đó là vào một ngày khi cái chết của Mạnh Cường vừa trôi qua được một tháng thì trà Giang và Hải cùng với một vài người nữa đi đến nhà anh. Lần này họ không đau to bố lớn như lần trước, mà rất nhẹ nhàng mềm mỏng, xong lại mang sức nặng ngàn cân, và những câu nói họ đưa ra không khác nào sau quả tạ. Thánh Long thực sự không có lựa chọn nào khác. Bà Hiền biết nếu gia đình bà vẫn không chịu tỏa hiệp và không chấp nhận cái cô trà giang kia, thì kiểu gì họ cũng kiện cho con trai của bà đến thân bại danh liệt và cái công ty mà nó và Mạnh Cường đã tốn bao nhiêu công sức gây dựng lên, chẳng phải một chốc mà tan thành mây khói hay sao. Mạnh Cường thì đã chết rồi, Thành Long cũng không thể vì chuyện này mà mất công ty. Hôm qua bà đã dành hẳn một buổi tối để đả thông tư tưởng cho Nguyệt Cầm. Tuy rằng cô cũng chưa được cưới hỏi chính thức nhưng lại là người đến trước và cũng là người mà con trai bà yêu say đắm chỉ vì sự cố đáng tiếc này mà thành ra như vậy lúc đó nguyệt cầm chứa mức khóc và tuyệt nhiên không dám phản kháng thậm chí nó còn sẵn sàng hy sinh cho chồng chấp nhận thua thiệt về mình để cho trà giang sống chung thì bà biết nguyệt cầm đã phải chịu thiệt thòi quá nhiều cho bản thân có phải ai cũng làm được như vậy đâu bà cũng là phụ nữ nên bà hiểu chẳng ai thích chung chồng cũng chẳng ai muốn chia sẻ chồng mình cho người khác việc mà bà có thể làm được cho cô lúc này là không chấp nhận tổ chức đám cưới cho thành long và cô ả kia bà cũng sẽ nại cớ rằng đang có bầu thì không thể cưới được nếu cô ta đồng ý thì về bà cũng đã nghĩ nát óc ra rồi tuy là chấp nhận thỏa hiệp nhưng bà đã có cách của bà đợi đến khi cô ta sinh đứa bé xong sẽ mang đi xét nghiệm adn nếu nó đúng là con của thành long thì được bằng không Lúc đó bà sẽ không ngần ngại mà tống tiễn cô ả kia ra khỏi nhà. Để rồi xem. Nhưng đúng là trà giang là một con cáo già, đóng giả, kiều non. Những lúc đối diện với bà, Thành Long, cô ta chỉ biết khóc chứ không hề nói rằng. Mọi việc đều do một tay ông anh họ quyết định. Trà Giang đã thành công khi đóng tròn vai ngoan hiền. Khi bà Hiền đưa ra giải pháp như vậy, ai rẻ hải nói luôn, dạ thưa bác con cũng hiểu ý của bác đành rằng bác là người làm ăn mê tín và cho rằng đã có bầu thì không thích hợp cho việc cưới treo nhưng con vẫn thấy họ cứ đời ra đấy khối người có bầu trước khi cưới thế thôi bác làm vậy thì thiệt cho em gái con quá đời người con gái trăm năm chỉ có một lần bà hiền chỉ tay vào con dâu và nói xanh không hỏi con dâu tôi Chính nó cũng đã được cưới treo gì đâu, thậm chí chúng nó còn chưa đăng ký kết hôn nữa cơ kìa. Xem ra còn thiệt thòi hơn cô đây nhiều. Nhưng nó vẫn vui vẻ chấp nhận. uống chia em gái anh là người đến sau, lại không phải là người mà con trai tôi chọn, chỉ là sự cố bất đắc dĩ. Vậy thì các người còn đòi hỏi gì nữa? Không thấy mình đang quá đáng lắm sao?" Hải ngẫm nghĩ một lát rồi nói với bà Hiền. "Thôi được rồi, con chấp nhận nghe lời bác nhưng con thấy việc đăng ký kết hôn thì nên làm cái này cũng chẳng nặng nhọc gì cả mong bác đồng ý để cho em con nó cũng đỡ tuổi không được cái đó thì nhất định là không thể anh nói thế chẳng phải là gạt con dâu sang một bên à nếu có đăng ký kết hôn thì thằng thành long phải làm thủ tục cả với vợ nó còn cô chỉ Giang chỉ là vợ hai Nên trên danh nghĩa thôi Nếu cứ người đồng ý thì cô ta có thể dọn lên đây sống Còn không thì thôi Tôi cũng đã số nước hết mức rồi Hải biết khó mà lay chuyển được bà Hiền Đánh đưa mắt cho trà Giang Cô ả hiểu ý gật đầu Mọi việc coi như xong Bà Hiền lại nói Chuyện cô trà Giang kia dọn lên đây Để tôi xem ngày đã Rồi báo với mấy người sau Chuyện này không phải thích đến là đến được cả bọn kéo nhau ra về. lúc này nguyệt cầm không tự chủ được mà khóc, nước lên như là mưa gió. thành long ôm lấy vợ an ủi. anh xin lỗi em, anh hứa chỉ yêu thương một mình em thôi. yên tâm, dù cô ta có dọn đến đây sống, thì trong mắt anh cô ta như một vật thừa thãi, một hạt cát vô dụng. anh sẽ coi như không có, vui lên em, đừng khóc kiểu ảnh hưởng đến sức khỏe sau này sinh con ra nó buồn theo em ấy nghe anh đi anh ngàn lần mong em tha thứ bà hiền thấy con dâu có tấm tức khóc mãi thì bực bội và nói chị nín đi được chưa tôi có muốn thế này đâu nhưng sự việc đã rồi tôi cũng đã cố gắng hết sức để nghĩ cho chị giờ chị phải gạt bỏ mọi ưu phiền trong đầu ra và chấp nhận sự thật Quan trọng nhất là Thành Long nó vẫn yêu chị Vậy là được Còn có bé kia Đừng tưởng vào được cái nhà này mà sướng Cứ đợi đấy Tám úp sọt con tôi à Cứ liệu hồn đấy Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn Tập 12 của bộ truyện có tựa đề là Hận Được viết bởi tác giả Việt Nga Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những drama tiếp theo Của bộ truyện hấp dẫn này bằng cách bấm like follow và đăng ký kênh youtube gác chuyện để gặp lại hồng nhung được sớm nhất còn bây giờ thì hồng nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị